Đức Chinh bật mí, tôi thích nằm trên nên làm chú rể, còn Tiến Dũng làm cô dâu cơ. Đức Chinh cho biết anh không thích trở thành cô dâu như cộng đồng mạng ghép, thay vào đó anh chàng muốn được làm chú rể bên cạnh người tình Tiến Dũng. Khép lại giải đấu U23 châu Á. Dù không giành được cúp vô địch nhưng với tinh thần chiến đấu quả cảm, các chàng trai U23 Việt Nam vẫn tạo nên cơn sốt khắp ba miền Bắc Trung Nam. Từ sau khi về nước, những cái tên như Quang Hải, đội trưởng Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức được khán giả yêu mến. Trên mạng xã hội, lượt người theo dõi của người hùng bóng đá Việt tăng vọt. Khoảnh khắc Tiến Dũng đè Đức Chinh trong trận thắng Khoa Tha được chia sẻ chóng mặt. Cũng sau mùa giải thành công, U23 Việt Nam bất ngờ xuất hiện hot couple được săn lùng nhiệt tình Đức Chinh và Tiến Dũng. Theo đó, trong trận đấu gặp Khoa Tha, Văn Thanh ấn định tỷ số bằng cú phạt đền xuất sắc vào lưới đội bạn. Quá sung sướng, Bùi Tiến Dũng chạy đến ôm chầm lấy Đức Chinh đang nằm bật khóc trên sân cỏ. Khoảnh khắc cute lạc lối của hai chàng trai U23 Việt Nam nhanh chóng được lan truyền và chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, các thánh soi liên tục phát hiện cả hai thường diện đồ đôi và có nhiều khoảnh khắc tình bể tình khiến hội chị em ghen tị. Trên mạng xã hội, nhiều fanpage về cặp đôi Chinh Dũng được lập ra. Những câu chuyện đam mỹ của hot couple được chia sẻ chóng mặt. Hình ảnh Đức Chinh Tiến Dũng mặc váy cưới cũng được fan ghép nhiệt tình. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, vừa mối U23 Việt Nam Đức Chinh lên tiếng cho biết về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Theo đó, khi được hỏi trên mạng xã hội, các bạn fan hay ghép cặp đôi Chinh Dũng, bạn cảm thấy thế nào? Đức Chinh có câu trả lời vô cùng hài hước. Trong trạng thái mắc mỡ như không, Đức Chinh nũng nịu. Bây giờ tôi lên mạng thấy toàn mọi người ghép tôi là cô dâu, Dũng là chú rể. Tôi không thích tôi là cô dâu, mà thích làm chú rể, còn Dũng là cô dâu cơ. Lý giải về điều này, chàng hiếp tiết lộ, tôi thích ở bên trên, không thích ở bên dưới vì sẽ bị bẹp. Khiến đồng đội cười không ngậm được miệng. Cộng đồng mạng ghép ảnh theo đúng yêu cầu của Đức Chinh. Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng nhắn gửi tới Đức Chinh, em ơi đi trốn với anh. Dự giải nhưng không được trao giải, Hòa Minzy gây sốt vì phát biểu quá lầy lội. Hòa Minzy gây sốt khi khuyên ban tổ chức nên trao cho cô giải nghệ sĩ dễ mắc bệnh trầm cảm. Vừa qua, lễ trao giải WeChoice Award 2017 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Bình tĩnh sống. Rất nhiều giải thưởng đã tìm được chủ nhân, trong đó nam ca sĩ Đức Phúc đoạt giải nghệ sĩ có hoạt động nổi bật của năm. Đáng chú ý, sau khi Đức Phúc đoạt giải thưởng thì MC Phí Linh có màn giao lưu với nữ ca sĩ Hòa Minzy phía dưới khán giả. Giọng ca gốc Bắc Ninh được hỏi về cảm xúc khi thấy một thành viên trong gia đình Hoa Dâm Bụt đoạt giải, trong khi cô và Eric thì không được vinh danh cho hạng mục nào. Đúng với bản chất lầy lội, Hòa Minzy bất ngờ tạo dáng sang chảnh như hoa hậu, nhận lấy mic, nữ ca sĩ hài hước đáp, thực sự cũng không có gì quan trọng, năm nay Phúc được rồi thì năm sau là em được, mọi người biết rồi đấy, giải thưởng đôi khi nó cũng rất là giải thưởng. Em thì cũng xinh đấy chứ nhỏ. Khi bị MC ngắt lời vì thời lượng chương trình có hạn, Hòa Minzy mới trở lại vấn đề cô tếu táo. Tại vì không được giải nên phát biểu hơi nhiều. Giờ em cũng chỉ nói ngắn gọn thôi, đáng lẽ năm nay em phải là một trong những đề cử. Đó là đề cử những nghệ sĩ dễ bị mắc bệnh trầm cảm. Bởi vì rất nhiều anh chị nghệ sĩ đã xem được clip của em và vượt qua được căn bệnh khó khăn ấy. Em cũng chỉ xin nhắn đôi lời với ban tổ chức vậy thôi, ban tổ chức suy nghĩ như thế nào. Hay ngay đêm nay trao cho em một giải phụ thì em cảm ơn. Trước đó, nữ ca sĩ đã trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ. Khoảnh khắc Hòa Minzy bị chiều cao 1m90 của người mẫu Hồng Xuân dìm cho thê thảm, khiến cộng đồng mạng không thể nhịn được cười. Hòa Minzy lọt thỏm khi đứng cạnh người mẫu Hồng Xuân. Giữa nghi án chia tay Cường Đô La sau 6 tháng mặn nồng, Đàm Thu Trang nhanh chóng lên tiếng. Vừa hạnh phúc không bao lâu, cặp đôi này lại xuất hiện thông tin tan vỡ làm cho khán giả vô cùng xôn xao. Kể từ khi công khai hẹn hò, Đàm Thu Trang thỉnh thoảng lại chia sẻ niềm hạnh phúc của mình thông qua các hình ảnh mà cô đã chụp người yêu Cường Đô La lên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, nữ ca sĩ đã làm người hâm mộ khá xôn xao khi đăng tải một dòng trạng thái khá buồn bã. Theo đó, cô vừa cảm thấy cô đơn vừa vọc bạch. Tạm dịch ra, em chỉ thấy mệt mỏi, em muốn thế giới lặng yên trong giây lát. Người đẹp còn chia sẻ hình ảnh kém tươi tắn của mình. Theo đó, rất nhiều bình luận đã cho rằng mối quan hệ giữa cô và đại gia Phố Núi đang có vấn đề. Tuy nhiên, Đàm Thu Trang vẫn không nhắc đến hay phản hồi gì về những hoài nghi của mọi người.
Dù vậy, từ phía quản lý của cô nàng đã bất ngờ xác minh vấn đề này. Trả lời cho một trang tin điện tử, đại diện của Đàm Thu Trang cho biết mối quan hệ của hai người đang gặp vấn đề. Không thể nói hai người đã chia tay, nhưng hiện tại cả hai đang trục trặc tình cảm, quản lý nữ ca sĩ chia sẻ. Cường Đô La và Đàm Thu Trang vướng vào nghi án hẹn hò khi cả hai có những lời bình luận khá thân mật trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Thời điểm đó, mọi người xôn xao nói rằng chỉ chia tay Hạ Vi không lâu, Quốc Cường đã tìm được bạn gái mới. Tuy chỉ mới vài tháng nhưng cả hai đã quyết định bật chế độ kết hôn trên mạng xã hội, khiến công chúng bất ngờ. Cả hai liên tục thả thính làm cho người hâm mộ phải xôn xao về mối quan hệ này. Sau này, Đàm Thu Trang thường khoe hình ảnh hành động lãng mạn của Cường Lola đến với công chúng. Gần đây nhất, mọi người còn phát hiện cặp đôi này đi ăn cùng nhau trong một chuyến đi du lịch. Chỉ hẹn hò một thời gian rất ngắn, nên khi thông tin tan vỡ xuất hiện thì khán giả vô cùng ngạc nhiên. Dù tham dự chung sự kiện, nhưng Tóc Tiên không được chụp hình chung U23, biết lý do mà tiếc. Theo Tóc Tiên, dù đã xin chụp hình cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tại sự kiện, nhưng cô vẫn bị bảo vệ ngăn lại. Tối ngày 4 tháng 2, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tham dự một sự kiện lớn thành phố Hồ Chí Minh và khiến không chỉ khán giả mà ngay cả nhiều sao Việt cũng phải đứng ngồi không yên vì thích thú. Có thể nói các chàng trai U23 hiện nay đã thu về cho mình một lượng lớn người hâm mộ, trong đó có cả nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, việc được chụp hình cùng các cầu thủ U23 khá khó khăn. Do đó, một số nghệ sĩ cũng không có cơ hội tiếp xúc quá nhiều với các chàng trai tuyển Việt Nam, trong đó có Tóc Tiên, vì đã dành nhiều tình cảm hâm mộ cho U23 Việt Nam từ khi theo dõi giải đấu châu Á. Do đó, Tóc Tiên đã không giấu được thái độ giận dỗi khi bị bảo vệ ngăn lại, dù đã cố gắng xin chụp hình chung với các cầu thủ. Thú vị hơn, trong phần bình luận với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Tóc Tiên còn trách móc thêm, tài xế em còn được chụp cơ mà. Tóc Tiên cũng có mặt biểu diễn tại sự kiện này, tuy nhiên cô lại không được chụp hình cùng U23 Việt Nam. Dòng trạng thái đầy hờn dỗi của Tóc Tiên, chị fan girl chuẩn bị lên hát chợt thấy U23 lướt qua như một cơn gió. Hát xong, Tóc xin chụp hình mà bị bảo vệ ngăn lại, quê và giận dỗi. Tóc Tiên còn hờn dỗi vì tài xế của cô còn được chụp hình với U23. Trước đó, Tóc Tiên từng gây chú ý khi là một trong số những mỹ nhân Việt từng công khai bày tỏ tình cảm với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau đêm bán kết giải châu Á, Tóc Tiên đăng tải một dòng trạng thái cho biết muốn hôn chàng thủ môn sinh năm 1997 này ngay lập tức nếu gặp. Tuy nhiên, cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng khiến khán giả bật cười vì lời nhắn nhủ khá hài hước tới U23 Việt Nam. Nghe tin U23 vào Sài Gòn mà rưng rưng, dù yêu lắm nhưng vẫn mong các em về sớm nghỉ ngơi để bọn chị còn ra bài mới. Tóc Tiên từng là một trong những sao Việt dành nhiều tình cảm hâm mộ cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Cách đây vài ngày, cô còn hài hước nhắn nhủ đến U23 khi biết tin các cầu thủ sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh giao lưu. U23 Việt Nam Sang Bình Minh nhận thưởng 1,5 tỷ đồng, khán giả quá sốc khi biết món quà. Người hâm mộ bất ngờ về hình thức thưởng 1,5 tỷ đồng đầy khôn khéo của Bình Minh khi dành cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Với những màn trình diễn xuất sắc trước các đối thủ đến từ châu Á trong giải đấu U23 châu Á, thầy trò ông Park Hang-seo đã trở thành những người hùng trong mắt hàng triệu cổ động viên. Sau chiến thắng liên tiếp, nhiều đơn vị và cá nhân đã ngay lập tức trao thưởng cho đội tuyển con cưng. Sáng 26 tháng 1, nam diễn viên Bình Minh còn gây sốc hơn khi tuyên bố số tiền anh sẽ trao cho đội tuyển U23 Việt Nam lên tới 1,5 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ, thứ bảy này có ai bay qua Trung Quốc ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam với Bình Minh không? Nhân dịp này, Bình Minh sẽ đại diện hệ thống trao tặng phần quà trị giá 1,5 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam để các bạn ăn mừng chiến thắng với gia đình và bạn bè tại hệ thống. Tuy nhiên, con số 1,5 tỷ đồng đó được chia ra làm 30 tài khoản, dành tặng 30 cầu thủ của đội U23, chứ không nhận được tiền mặt, mỗi tài khoản trị giá 50 triệu đồng để sử dụng toàn bộ dịch vụ ăn uống và giải trí tại một hệ thống cửa hàng do Bình Minh là một thành viên trong hội đồng quản trị và đã được trao tận tay cho các cầu thủ trong những ngày các cầu thủ có mặt tại Sài Gòn. Các cầu thủ U23 đã gặp gỡ những người trong hội đồng quản trị của hệ thống Bình Minh có cổ phần nhận thưởng. Các cầu thủ có buổi gặp gỡ thân mật và nhận thưởng từ đại diện của Bình Minh. Ngay sau đó, hình thức thưởng của Bình Minh gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng vì sự khôn khéo. Nhiều ý kiến cho rằng anh bỏ ra số tiền 1,5 tỷ nhưng có thể thu lại con số gấp nhiều lần từ độ hot của các cầu thủ U23 Việt Nam.
Một số ý kiến khác lại cho rằng liệu tấm thẻ VIP có giá trị 50 triệu đồng có phù hợp đối với các cầu thủ U23 ở thời điểm hiện tại hay không. Nhiều bình luận cho rằng Bình Minh tính toán khôn khéo với hình thức thưởng cho các cầu thủ. Cho đến thời điểm hiện tại, theo thống kê trước đó, VFF đã nhận được khoảng 28 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích giành ngôi áo quân châu lục của U23 Việt Nam. Sau 2 ngày, con số này đã nâng thêm 4 tỷ, đã cán mốc 32 tỷ. Được biết nhiều khả năng trong tuần này, VFF sẽ chuyển tiền đợt 1 tới đội tuyển U23 Việt Nam. VFF rất hy vọng họ sẽ nhận được đầy đủ trước Tết Nguyên Đán để các cầu thủ về quê ăn Tết vui vẻ hơn sau những tháng ngày cống hiến. Về cách chia, theo ông Minh Châu, U23 Việt Nam sẽ tự chia thưởng, VFF không can thiệp. Đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến có 4 mức A, B, C, D. Mức A dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đá chính, cống hiến đều đặn như Quang Hải, Xuân Trường, Tiến Dũng, Di Mạnh, Công Phượng.